rồi video mới tới ngay ngã tư Hồ Đức nha, đang trên đường Lê Văn Việt thì mình sẽ rẽ trái qua sân ở Hà Nội về Sài Gòn. Thank you.
tượng nè, xe rất là đông, thì cái đường xa lộ ghê quá. Thank you.
rồi, chứ mấy là mùa cao điểm mà. Thank you.
đi. Thank you.
cảnh này giống như là trang trí để mọi người tới đây chụp hình ha. Khách du lịch cũng rất là đông, khách Việt cũng quá trời. Gắn thêm đào mai quá trời, còn đèn nữa đủ hết. Mình còn 10 phút nữa. Ok, có duyên. Và mới lúc đầu là tưởng không kịp giờ nên 4:30 ha, 4:30 là nhóm tham gia buổi gọi là buổi nhóm này nhóm khác ha, nhóm này nhóm tu học. Giống như là buổi tu cuối năm á, tu lên xong đi ăn tất niên, đầu đi vô xã ông kia 4:30 vô. Nếu mà vô trễ thì không tu mà đi ăn thôi, may về kịp tu luôn. Khóa tu thường thường 1:30 2 tiếng thôi. Giờ đi bộ lên tới tới đầu từ Võ Thị Sáu với cái Hai Bà Trưng, mình dừng video kết thúc cuộc hành trình đi tham quan chùa Đốc Ba ha. Quay còn không thì chắc không quay ha. Tại đôi khi là mọi người rất là ngại không có lên video á, mình không có lên, không có quay, tại vì bạn bè cùng nhóm quay thì nó dễ, nhưng mà cái này là ngoại đạo ha, không có cụ thể nên nó kỳ. Rồi có lẽ là dừng video ở đây ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc quý khán giả có một ngày niềm vui và khi xem video về chùa Châu Đốc Ba ha. Rồi, bye bye.